bên nào một bên nha. Chào mừng các bạn đến sân bóng Saligo City theo dõi trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá doanh nhân online Serie B 2015 vòng đấu thứ 13 giữa hai đội bóng đồng đội và Cado. Đội đồng đội ra sân trong trang phục áo xanh quần xanh tất trắng. Đội Cado ra sân trong trang phục áo vàng quần đen tất vàng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Trương Văn Toàn, trọng tài thứ hai Võ Hoài Thương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng lại về mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
ở cho mình thôi. Yeah.
đi. Đứng lên Minh.
nha. Phải, phải. Đây. Anh coi anh coi. Đây. Đây. Giữ lại, giữ lại. Giữ lại, giữ lại. Vừa chúng ta thành tôi đó. Chúng ta khơi. Giữ lại anh đừng có chạy anh. Hãy subscribe cho
Ráng đè bên ơi, vị trí em quan trọng lắm.